Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Viện Chủ Phật Học Xá Lợi. Kính bái bạch Thượng Tọa Chủ Trì. Kính bạch cùng Chư Tôn Đức Tăng tại Bổn Tự. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng hôm nay. Trước hết, nhân dịp khánh đản chào mừng kỷ niệm 2639 năm ngày Thánh Nhật của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ra đời, cũng là ngày đại hoan hỷ của toàn thể chư tăng Phật tử Việt Nam nói riêng và toàn thể thế giới nói chung. Đầu tiên thì chúng con cũng xin thành kính vấn an sức khỏe đến Hòa Thượng, Viện Chủ, Thượng Tọa Chủ Trì cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chúc quý Ngài luôn được nhiều sức khỏe, vạn sự kiết tường và Phật sự viên thành. Đặc biệt, nhân cái tuần lễ Phật đản hôm nay, chúng tôi cũng xin thân chúc cho tất cả các vị Phật tử cũng như những thân bằng quyến thuộc của chúng ta xin hồi hướng phước báo nghe pháp hôm nay, để cầu nguyện các vị luôn được nhiều sức khỏe, nhiều tinh tấn tu hành, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền và luôn mãi mãi sống an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa với quý vị, khi nói đến đại lễ Phật đản thì đó là một cái ngày hội lớn nhất trong tâm hồn của tất cả tăng ni và Phật tử của chúng ta. Chẳng những người Việt Nam, mà tất cả những giáo phái, những người con Phật trên khắp năm châu bốn biển cũng đều hướng về để mà tưởng niệm cái ngày mà Đức Bổn Sư chúng ta ra đời cách đây hơn 25 thế kỷ. Thế thì hôm nay, tại giảng đường của Phật Học Xá Lợi thì tất cả Phật tử chúng ta đã được nghe rất nhiều các vị giảng sư trong một tuần để thuyết pháp và chia sẻ những cái lời dạy quý báu của Đức Phật cũng như những kinh nghiệm quý báu của các vị đến với tất cả Phật tử của chúng ta. Tôi nghĩ rằng qua một tuần lễ Phật đản, chúng ta ít nhiều cũng đã tiếp nhận được những cái tinh ba và những cái tinh hoa mà các vị giảng sư đã chia sẻ cho các vị trong những ngày vừa qua. Thì tôi cũng xin chia sẻ với các vị Phật tử trong bài pháp thoại hôm nay với chủ đề Đức Phật Bậc Đạo Sư Hoàn Hảo. Xin mời các vị cùng lắng nghe. Trước hết á, thì chúng ta phải nghĩ về Đức Phật trước hẳn. Chúng ta phải biết Đức Phật là thế nào. Hầu hết Phật tử chúng ta cứ nghĩ Đức Phật có nghĩa là Đức Thích Ca Mâu Ni, là cái người bằng xương bằng thịt, gọi là Đức Phật Thích Ca như vậy thôi. Nhưng mà xin thưa quý vị rằng đó chỉ là danh xưng thôi. Đó chỉ là danh xưng và tạm danh hiệu đó để dùng cho cái thân thất đại đó, chứ còn bản thân Phật chỉ là Đức Phật thôi. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi muốn nói rằng Đức Thích Ca Mâu Ni khi còn là Thái tử ở đời, Ngài ra đời giống như tất cả những đứa trẻ khác, bởi vì Ngài là con người có thật trong lịch sử. Cho nên tất cả chúng ta đều phải công nhận rằng Ngài ra đời giống như tất cả các trẻ khác ở cuộc đời này, không có gì khác cả. Khẳng định được điều đó trước thì chúng ta mới xác định Đức Phật là con người có thật được. Từ đã là một con người thì phải giống tất cả bao nhiêu con người khác về cái bản năng sống, tư tưởng, suy nghĩ khi còn ở đời. Nhưng trong cái bình thường của Thái tử có chứa đựng cái siêu phàm ở bên trong. Cho nên chính vì vậy mà từ một đứa bé sơ sinh bình thường trở thành một thái tử hoàng nam và sau đó trở thành Đức Phật.
hiệu là Thích Ca Mâu Ni, là một cái bậc tối thượng để cho tất cả chúng sanh đều thể tôn kính và nương theo. Cho nên chúng ta phải nhận rõ được đầu tiên về hình ảnh của Đức Phật là con người có thật. Ngài làm được tất cả thì chúng ta cũng làm được tất cả, nếu như chúng ta muốn theo Ngài. Đạo Phật chúng ta không viển vông, mà đạo Phật chúng ta là luôn thực tế, nói có sách mách có chứng, và lập luận phải chặt chẽ và logic, nói là phải hợp lý, cho nên mới gọi là đạo Phật. Thì tất cả chúng ta học đạo, chúng ta cũng phải giữ cái tinh thần nghiêm túc khi học và nghiêm túc khi tu, thì chúng ta mới có được cái kết quả tốt thực tế mà Đức Phật đã từng nói cả 25 thế kỷ trôi qua. Cho nên rằng việc mà tôi đã từng giảng ở các đạo tràng và ngay chùa Xá Lợi trong những cái hạ năm qua về cuộc đời của Đức Phật qua sự kiện đảng sanh, thì tôi đã trình bày cho các vị nguyên nhân mà một đứa bé chào đời ở bên hông và khi ra đời đi bảy bước nổi bảy hoa sen. Và khi ra đời như vậy, rồi tay chỉ trời, tay chỉ đất, rồi thoát lên cái thánh ngữ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tất cả những cái vấn đề này là một cái hình ảnh biểu tượng để nói được cái tính chất triết học và cái mật ý bên trong của những hành động đó, hình tướng đó, mà tất cả những người Phật tử chúng ta cần phải nghiên cứu và tư niệm để tìm hiểu từ cái hình ảnh này, biểu tượng này, Đức Phật đã để lại cho đời những cái mật ý gì và ý nghĩ ra sao qua cái hành động đó. Đó là điều mà tất cả Phật tử chúng ta phải nghiên cứu. Cho nên tôi đã trình bày hết trong những năm qua, cái mùa hạ tại chùa Phật học Xá Lợi này. Và thậm chí là tôi phân tích về cái ý nghĩa xuất gia, rồi thái tử vượt dòng sông Anoma, phải không ạ? Đi vào ban đêm để xuất gia, vượt thành xuất gia, từ giả vợ con, vân vân và vân vân, cho đến những cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng là khi mà sanh ra đất chấn động, đất nứt, rồi có những cái thời tiết, rồi sấm chớp, rồi vân vân, thì những cái đó nó mang ý nghĩa gì? Đó là cái điều tôi đã giảng qua. Cho nên hôm nay tôi xin được mạn phép không nhắc lại. Nhưng mà tôi nói như vậy để cho các vị nào có duyên thì chúng ta lên mạng, chúng ta tìm, để chúng ta tìm hiểu về cái cuộc đời của Đức Phật qua lăng kính khoa học, chứ không có qua một cái hình ảnh trừu tượng, để cho chúng ta thấy Đức Phật rất gần gũi chúng ta, bởi vì Ngài là con người bình thường như bao nhiêu con người khác. Trong cái bình thường này có cái phi thường, cho nên Đức Phật đã thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, mà Ngài đã dạy cho chúng ta và khẳng định cho chúng ta rằng Ngài là Phật đã thành, thì chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên khi nhìn về Đức Phật, toàn thể tâm hồn chúng ta đặt hẳn vào cái hình ảnh của Đức Phật là một nhân vật có thật trong lịch sử. Bởi vì các nhà khảo cổ học đã nghiên cứu khám phá, tìm thấy được những cái vết tích, những cái di tích mà Đức Phật đã để lại trên cuộc đời này qua những cái lời dạy, hoặc giả là những cái đền đài và những cái chân móng, và qua những cái sắc lập trụ đá của vua A Dục đã đi đến đâu, đã dựng lên cái trụ đá để tưởng niệm cái nơi mà Đức Phật thành đạo, xuất gia, đản sanh và nhập niết bàn, mà ngày nay để cho tất cả hàng Phật tử chúng ta thỉnh thoảng qua Ấn Độ để chiêm bái tứ đồng tâm của Phật giáo của chúng ta. Đó là điều sự thật mà chúng ta phải ghi nhận. Để chi? Để khi chúng ta muốn tìm về Đức Phật, chúng ta học được cái hạnh của Đức Phật, thì chúng ta phải học bằng cái sự thực tế, chứ không mơ tưởng, và cũng không phải dùng ngôn từ theo sách vở, mà chúng ta cứ theo như vậy là chúng ta làm oan cho ba đời chư Phật. Cho nên cái học của chúng ta phải nên thận trọng, từng bước một, một bước chân chúng ta đi là phải sâu sắc.
chứ không có lôi thôi được. Bởi vì Phật giáo, là giáo lý của Đức Phật là triết học, chứ không phải là một cái văn thơ để chúng ta tận hưởng theo cái cảm xúc được. Không phải là theo cung bậc, mà cuộc đời của Ngài là một bức tranh thủy mặc, màu sắc đơn giản như vậy đó, nhưng mang tính chất thiền và sâu sắc ở bên trong. Chỉ có những người biết thưởng thức tranh thủy mặc mới có thể cảm nhận được cái mật ý của Đức Phật qua cuộc đời của Ngài để lại cho chúng ta, qua cái lối sống trong suốt 80 năm hiện ngụ ở đời. Cho nên ở đây là đầu tiên chúng ta phải nhìn Đức Phật là một con người có thật trong cuộc đời. Mà con người này có thật đây là tạm gọi là có thật, bởi vì Ngài nương theo cái thân tứ đại để dùng cái hình thức này cho chúng sanh thấy được Ngài qua cái hình thức thôi. Chứ nói có thật cũng không phải là bởi vì tất cả con người sanh ra đều phải đi về về cái không. Có nghĩa là sanh ra rồi phải già bệnh chết rồi đi về cái trạng thái không còn hình tướng đó nữa. Cho nên rằng tôi mới nói các vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thật là tạm có về cái hình thức, nhưng mà Ngài vẫn tồn tại trong không gian và thời gian. Về bản chất của Đức Phật là thế nào? Bản chất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái sự trí tuệ, là cái sự thanh tịnh, là cái sự giải thoát. Cho nên khi nói Phật có nghĩa là giác ngộ, là bậc giác ngộ. Như thế thì tất cả con người chúng ta, nếu như một chúng sanh nào mà hết đoạn tận phiền não, chuyển hóa phiền não, không còn ở trong tâm hồn, tâm thanh tịnh, ắt nhiên tuệ phát sáng. Mà khi tuệ phát sáng thì chúng sanh đó gọi là Phật. Mặc dù là hiện hữu cho cái thân tứ đại này, nhưng mà bản chất bên trong là Phật. Bởi vì Ngài sống bằng trí tuệ, bằng cái tâm thanh tịnh. Còn chúng ta mang cái thân cũng là con người, nhưng chúng ta sống bằng vô minh tham ái, cho nên chúng ta gọi là chúng sanh mà thôi. Đó, cho nên chúng ta hiểu được Đức Phật là thế nào. Cái việc thứ hai là bậc đạo sư hoàn hảo. Tại sao tôi nói là bậc đạo sư mà tôi không nói là bậc thầy của trời người? Bởi vì đối với chúng ta, khi chúng ta nói Đức Phật là bậc thầy của trời người thì đúng, hợp lý so với những con người theo Phật giáo. Nhưng trong cuộc đời này, ngay cả đất nước Việt Nam này, có bao nhiêu thứ đạo hiện hữu trên Việt Nam chúng ta? Phải chăng chỉ có Phật giáo không? Không. Thiên Chúa có, Tinh Lành có, Hòa Hảo có, Cao Đài có, phải không ạ? Rồi tất cả những thứ đạo khác nữa. Cho nên khi chúng ta dựa kinh sách nói, thì trong kinh sách nói trong quan điểm nào, cho đối tượng nào, chúng ta phải hiểu được cái câu đó. Chứ không phải chúng ta mang cái câu Đức Phật là vị thiên nhân sư, có nghĩa là thầy của trời người, đi đâu chúng ta cũng nói như thế, coi chừng chúng ta bị bẻ răng, chúng ta bị người ta quật, chúng ta té đau lắm. Nếu như chúng ta là đệ tử Phật, phải giống như Đức Phật, sáng suốt, trí tuệ, hùng lực, đại từ bi, không đại thì tiểu tiểu, nhỏ nhỏ cũng được, mới gọi là con Phật. Cho nên khi nói tới Phật học, khi nói cái tư tưởng của Phật giáo, chúng ta phải nghiêm túc để mà học, biết, hiểu, nói nó phải có hợp lý. Đó là cái điều mà tôi muốn nói cho các vị là vậy. Cho nên là thầy của trời người, thì trên cuộc đời này có bao nhiêu người trên cái quả đất này các vị? Rồi bao nhiêu người theo Phật giáo, bao nhiêu người theo Thiên Chúa giáo, vân vân và vân vân. Ngay cả đất nước Ấn Độ thôi, chưa nói tới toàn thế giới. Phật giáo chúng ta chỉ chiếm bao nhiêu? 0,2% thôi. Trong khi đó là Ấn giáo 80%. Đạo Xích là 10%. Chúng ta nghĩ sao? Khi mà chúng ta qua đất nước Ấn Độ, chúng ta nói Đức Phật là vị thiên nhân sư, thầy của trời người, mà thầy kiểu nào mới được, đó là quan trọng nhất. Nó bậc tối thượng, phải không ạ? Bậc thầy tối thượng, thầy của ai mới được? Thầy của chúng ta chứ đâu phải thầy của các đạo khác đâu. Cho nên đó cũng là cái ngôn từ chúng ta cũng phải cẩn ngôn. Khi nói tới ở đây,
mà không quay phim thì tôi nói Đức Phật là vị thiên nhân sư, đúng, cho những con người đang ở đây là những người đệ tử Phật. Nhưng khi nói trước ống kính là băng này không chỉ để cho tất cả những người Phật tử chúng ta không, mà những người khác đạo người ta vẫn nghe. Thì như thế mình nói như thế nào để người ta phải công nhận Đức Phật của mình thật sự là bậc lỗi lạc là đủ rồi. Lỗi lạc ra sao? Mình phân tích cho họ thấy từng cái một, đưa về thực tế để ta à công nhận là như thế. Đó chúng ta mới là đệ tử Phật được. Chúng ta đừng bao giờ tôn vinh Đức Phật, mà hãy để cho cuộc đời tự tôn vinh Ngài. Hầu hết chúng ta kính Phật, chúng ta tôn trọng Phật, đưa Phật lên cao mà không có chỗ dựa, cho nên chúng ta té chứ Ngài không có té. Chúng ta bị sốc khi người ta hỏi như thế. Các vị thấy chưa? Cho nên cái từ ngữ thiên nhân sư dùng cho những người mà người nghe đó là đối tượng Phật giáo thì chúng ta nói. Còn ở đây tôi nói là bậc đạo sư hoàn hảo. Là bậc gì? Đạo sư là gì? Là bậc thầy chỉ đường. Nếu nói là bậc thầy chỉ đường thì cho những ai muốn theo lời dạy của Đức Phật, cho những ai đi theo con đường của Đức Phật để đạt được cái trí tuệ giải thoát, thì chính Đức Phật là bậc thầy của người đó. Nói chung chung thôi nhé. Bậc thầy hoàn hảo. Tôn nói là bậc thầy của trời người ạ. À. Cái đó là cái chúng ta phải cẩn thận. Các vị có thấy hợp lý khi mà tôi phân tích cái câu này đối với các vị hay không? Cho nên nếu giả sử như mà tôi đi ra hội nghị quốc tế chuyên của Phật giáo thì tôi nói câu này. Đức Phật là bậc thầy của trời người, được. Nên khi có một lần mà tôi đi hội nghị của Liên Tôn Giáo Thế Giới, mà cái người chủ tịch của cái hội này á, là Tinh Lành, mà qua Hàn Quốc á, thì 80% đều theo Tinh Lành chứ không phải Thiên Chúa. Như thế thì mình nói kiểu gì đây? Đó là cái mà tôi muốn nói cho các vị thấy, là chúng ta tôn vinh Đức Phật phải đúng nơi đúng chỗ, và phải nói như thế nào để người ta phục mình. Đó là trách nhiệm của những người đệ tử Phật. Như vậy mới gọi là đệ tử Phật được. Chứ không có đi đâu cũng là dạ là Phật tử, hỏi gì không biết gì trơn. Tu pháp môn nào dạ niệm Phật, niệm kiểu gì, cứ tưởng nhớ tới Phật, mong rằng sau khi chết Phật rước, thế là thôi tiêu rồi. Phật tử kiểu đó là tiêu. Cho nên đó là cái chúng ta phải nhìn rõ được cuộc đời Đức Phật. Ngài là con người như thế nào? Mà sau khi mà Ngài đi tới đâu, bao nhiêu con người đều hướng về. Sau khi Ngài chết cả 25, mình nói từ chết, đây là tôi nói theo lối nghĩa bình dân cho các vị hiểu. Còn đối với chúng ta gọi là nhập Niết Bàn, phương tiện nhập Niết Bàn. 25 thế kỷ không hiện hữu trên cuộc đời này, nhưng mà hình ảnh và lời dạy của Đức Phật vẫn tồn tại mãi không vang vào thời gian. Đó là cái điều chúng ta phải hãnh diện. Tại sao phải như vậy chứ? Thế bây giờ đời như chúng ta xưng là đệ tử Phật thì chúng ta phải tu như thế nào, học như thế nào? Ra đời người ta phải tôn kính mình, quý trọng mình, thì mình mới gọi là đệ tử Phật được. Chứ đừng có bao giờ để cho chồng quý không hay vợ quý không thì chưa đủ. Ra ngoài á, mà người ta quý mình, đó là thực sự mình đã tu tiến bộ. Cái điều đó là điều chúng ta phải nhìn ra được. Một cái bài học vô giá từ 25 thế kỷ nay Đức Phật đã để lại cho đời, nhưng mà chúng ta học chưa xong. Cần gì phải học quá nhiều, đúng không ạ? Học tới đâu, hiểu tới đâu, tu tới đó. Cho nên tôi mới nói là bậc đạo sư hoàn hảo. Đạo sư có nghĩa là bậc thầy dẫn đường một cách là toàn vẹn, toàn bích. Nếu ai không tin, cứ theo lời dạy đó, cứ làm theo, rồi chúng ta sẽ thấy. Cho nên đừng bao giờ xem Đức Phật là một cái vị mà ban vui, một cái vị mà cứu khổ như tất cả hầu hết Phật tử chúng ta nghĩ, quá đơn giản. Rồi thậm chí tôi cũng không hài lòng thật sự đối với một số Phật tử quá kính Đức Phật. Nhưng mà chúng ta đâu có ví Đức Phật, từ Đức Phật quá quan trọng, quá tối thượng. Mà các vị thương Phật kiểu gì mà ví Phật như là vị cha lành là sao? Cái từ cha đó là ở ngoài đời, phải không ạ? Cái từ thế gian, mà từ Phật là cao
cao tột quá, linh thiêng quá mà chúng ta không dùng. Rồi bây giờ tới Đức Quan Âm cũng vậy nữa, bậc Bồ Tát đại từ đại bi, thương tất cả chúng sanh. Cái tự nhiên mình thấy giống giống mẹ mình, kêu mẹ Quan Âm. Như thế gọi là Phật tử hiểu đạo, hiểu gì đây? Các vị phải hiểu được chứ, thấy không? Rồi bắt đầu nói là Đức Quan Âm như mẹ hiền. Người ta hỏi những cha của các vị ở đâu? Anh Vương Phật Thích Ca đó. Trời đất ơi, thấy mà ớn chưa? Sự thật các vị thường, các vị nghe coi có phải không? Cho nên ở đây tôi khuyên tất cả các vị Phật tử, chúng ta tôn kính Phật đó là điều tất nhiên. Nhưng mà tôn kính Phật phải hiểu được Phật thì chúng ta mới gọi là người đệ tử Phật được. Tôn kính Phật không mà chẳng hiểu gì Ngài cả, cứ nghe cái mồm của mình cứ phân tùm lum cả, để đưa Ngài trên mây trên khói không, người ta hỏi lại cái cứng họng, như thế làm sao gọi là đệ tử Phật được. Cho nên cái điều này chúng ta phải nhớ. Chúng ta gọi Phật Quan Âm cũng được, Đức Bồ Tát Quan Âm cũng được, nhưng đừng nên gọi mẹ Quan Âm. Chữ Bồ Tát cao thượng quá mà dùng chữ mẹ từ thế gian quá, đúng không ạ? Mà hễ mẹ là phải có cha, hễ mà có Phật á thì không có gì trơn. Đức Phật là vị cha, cha hiền, Phật rồi Đức Bồ Tát Quan Âm là người mẹ. Tôi có một cái câu bài nào mà tôi nghe trên mạng, tôi thấy viết như thế, mình phải xem lại. Tất cả chư Phật Bồ Tát chỉ là thị hiện thôi, đã mang cái thân này là hình tướng, mà hình tướng là giả. Xin chúng ta nương cái giả để tìm cái thật. Cái thật của Đức Phật Thích Ca là gì? Là cái trí tuệ, là cái Phật tánh. Đó mới là chất Phật mà tất cả chúng ta phải nương về. Còn cái hình thức này, cái thân thất đại của Đức Phật Thích Ca mà chúng ta đã thấy, là tạm nương theo để thấy Ngài như thế, để chúng ta có lòng tin, chúng ta theo, chúng ta học thôi. Các vị phải nhớ, cho nên rằng Đức Phật không còn hiện hữu ở đời, nhưng Ngài hiện hữu cả không gian và thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì Phật là trí tuệ mà. Nơi nào có trí tuệ thì nơi đó Phật xuất hiện. Thế cho nên chúng ta mới nói như thế được. Chỗ nào cũng có Phật, chứ đâu phải chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca, một mình Đức Phật Di Đà. Như thế trên thế giới này chỉ có mấy Phật thôi nè, mười phương thế giới chỉ có mấy vị Phật thôi sao? Mà trong kinh thì chúng ta thấy là hằng hà sa số chư Phật, thì cái nghĩa đó là cái gì? Đó là đây, gần 200 người Phật tử ở đây, đó là 200 Phật tương lai đã và đang thành đấy. Để chúng ta phủ nhận thôi. Khi nào tâm hồn chúng ta trong một giây mà nó lắng động, tâm tư không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tâm thân thanh tịnh vắng lặng hoàn toàn, lúc đó chúng ta là Phật, mặc dù thân là chúng sanh. Nhưng mà lâu lâu cái mình đang thanh tịnh tận hưởng thế giới chư Phật, cái ông nào cũng ông búng lỗ tai mình, đau quá mình nóng máu, mình sân lên, từ Phật trở thành Atula trong một chút xíu thôi. Nhưng mà giờ nóng quá bắt đầu hầm, nhưng mà ra đường thấy một bà già lê lết tội quá, xin ăn. Thế tự nhiên cái lòng từ của mình nó tội nghiệp, bắt đầu mình móc tiền mình cho, thì lúc đó mình từ Atula chuyển ra là Bồ Tát. Cho nên trong một ngày chúng ta đã và đang là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Trời Người, Atula, Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh. Mỗi ngày chúng ta đã là Phật, nhưng mà chúng ta bỏ quên chút một xúc mà. Tánh đời nhiều hơn tánh đạo, cho nên lé một chút cái là Phật tắc, lé một cái là trục tắc. Cho nên chính như vậy chúng ta mỗi ngày đi chùa để mà dưỡng cho cái trí tuệ chúng ta, dưỡng cho cái sự thanh tịnh của chúng ta. Mỗi ngày, mỗi giây nó nâng thêm một chút, người đó là người tiến bộ, tu nó tiến là thực tế. Chúng ta không cần tu mấy chục năm, nhưng mỗi ngày mà chúng ta đi chùa tu bát quan trai hay tụng kinh niệm Phật, hay là hễ vô chùa giữ được tâm thanh tịnh một giây là mình có công đức rồi, là thành Phật á, là một giây. Ngày hôm sau mình cũng vô chùa giữ tâm thanh tịnh tăng thêm một giây nữa là hai giây. Như thế là mình tu tiến chứ, đâu cần phải tu 10 năm mới thấy tiến bộ đâu, mà trong một tuần chúng ta cũng đã thấy tiến bộ. Nếu chỉ cần chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, nhìn về từng cái niệm của chúng ta là chúng ta thấy tiến bộ hay không, đâu cần ai nói gì chứ. Còn bây giờ các vị coi xem chúng ta đi chùa được bao nhiêu năm, nhìn ở đây là chắc phải là ít nhất phải từ 10 năm trở lên. Bây giờ cho nó rộng lượng ra giác hơn chút, 5 năm trở lên. Mà 5 năm này thì bao nhiêu người hiểu được Phật,
Bao nhiêu người giữ được tâm thanh tịnh khi ở chùa đây? Thậm chí bây giờ ngồi trong cái giảng đường thanh tịnh này mà tâm chúng ta cũng còn bị chao đảo. Nghe thầy Quang Thạnh chú tâm được bao nhiêu phút, trong khi ổng giảng gần tiếng, nhìn ổng mà không nghĩ, không nghe tới ổng là cũng bị loạn tâm rồi. Nhìn cái nụ cười ổng tươi, cái là cứ nhìn nụ cười không thì quên ổng nói cái gì, làm sao mà định tâm được. Rồi trong một tiếng này á, mình có bao giờ nghĩ tới vợ, tới chồng, tới con, tới công việc, gia đình, bực nó chợt tỉnh trong cái đầu óc của chúng ta hay không? Đó là cái điều từng sát na một chúng ta sẽ thấy chúng ta tu tiến. Nói thế thôi. Cho nên chúng ta tu là để huấn tập gieo trồng cái nhân của Phật tánh. Gieo trồng nó phải nảy mầm, nó vốn có rồi, bây giờ kích hoạt cho nảy mầm. Tự vì phiền não nó che chúng ta, cho nên cái tánh Phật chúng ta bị không thấy thôi. Tánh Phật giống như cái gương sáng, bản chất gương là sáng. Sở dĩ chúng ta soi không thấy mặt của chúng ta đó, mặt méo, mặt tròn, mặt quả đào, mặt quả son chẳng nữa, là bởi vì bụi nó bám, cho nên chúng ta không thấy rõ được bản thân của chúng ta, không thấy từng cái mụn của chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta biết cách mà lau chùi bụi, xịt nước lau kiến, rửa tèo chùi cho sạch, khi chúng ta nhìn vô chúng ta thấy từng lỗ chân lông trên khuôn mặt của chúng ta. Có nghĩa là không phải bụi bám mà tánh sáng gương nó bị mất, mà vốn hằng hữu bởi vì nó bị che. Giống như mặt trời, các vị thấy không? Bây giờ chúng ta đâu thấy mặt trời đúng không? Chúng ta nghĩ là không có mặt trời, nhưng mà nó có. Chứ đâu phải không có, tự chúng ta không thấy. Thì Phật tánh cũng giống như thế. Tôi nói ví dụ ná ná để chúng ta mường tượng. Cho nên Đức Phật tu thành Phật có nghĩa là Ngài tìm được cái vốn bản chất thanh tịnh vốn có của chính Ngài. Mà Ngài cũng thấy được tất cả chúng ta đều vốn sẵn có. Bởi vì chúng ta chạy theo danh lợi địa vị vật chất sắc đẹp vân vân và tham ái vô minh, cho nên chúng ta không nhận rõ được cái tánh thanh tịnh của chúng ta thôi. Bây giờ tu là sao? Hồi đầu thị ngạn, quay đầu để thấy bến, ngưng hết tất cả các duyên để nhìn về chính mình. Đó là phương pháp tu của đạo Phật của chúng ta. Đâu phải thành ông Phật nào ghê gớm, là thành một cái người mà cao to ở kiểu gì đâu. Cho nên tôi nói như thế để cho chúng ta xem lại luôn. Khi chúng ta có dịp mà nghiên cứu 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt của Đức Phật, đó cũng là một trong những cái một số phần thì hợp lý, một số phần cũng chưa hợp lý lắm đâu. Cho nên chúng ta tư niệm về những cái tướng tốt đó để chúng ta soi xem những gì không hợp lý, lý do tại sao không hợp lý, có ý gì ở đó chúng ta phải nghiên cứu, ta để dành cho tất cả các vị Phật tử chúng ta. Cho nên khi mà tôi dạy của học viện đó, tôi nói về cuộc đời của Đức Phật đó, thì tôi phải đưa ra 32 tướng tốt và 80 đẹp. Nhưng mà tôi phân tích cho chúng ta thấy có những cái gọi là nhân cách hóa lên để biểu hiện được cái tính tướng tốt của Đức Phật thôi. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ như thế mà. Nhưng mà cái thời điểm đó là cái thời điểm cái gọi là cái khoa học không lên cao, trình độ con người ở mức độ là tính tâm nhiều hơn là cái sự hiểu biết. Cho nên Đức Phật và chư tổ mới dùng những phương tiện đó để mà chủ yếu làm giá trị của Đức Phật, nhấn mạnh cho thấy được Đức Phật là một người như vậy đó. Chứ không phải bây giờ trong 80 vẻ đẹp, các vị thấy trong kinh có diễn đạt là tay của Đức Phật nè nha, duỗi xuống là qua khỏi đầu gối. Nếu như Đức Phật là một con người bình thường, chúng ta phải xem tại sao lại ghi cái kiểu đó. Phải không ạ? Các vị tưởng tượng coi, nếu mà con người mà đứng lên duỗi tay mà qua đầu gối thì là cái con gì đó? Hả? Con gì? Nguy hiểm quá. Đúng không ạ? Nhìn lại xem. Cho nên ở đây muốn diễn đạt cái tướng tốt của Đức Phật, cho nên các vị tiền bối chúng ta mới làm những cái việc mà dùng những cái gì đó mà nó tạo được cho người ta thấy được đó là cái siêu phàm, để độ cho những cái đối tượng thời điểm đó bây giờ. Còn bây giờ con người chúng ta là sống ở khoa học hiện đại, là thấy phải rõ ràng, mà đạo Phật chúng ta cũng rõ ràng, không có ở mờ. Cho nên chúng ta kéo tất cả những quyền thoại đó, kéo tất cả những hình tướng đó đưa về một cái thực tế. Đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Vậy Đức Phật cao bao nhiêu? Mấy trượng?
mà tính ra là tới 3 mét mấy. Ồ, như thế gọi là con người bình thường hay không bình thường? Đó là cái điều chúng ta phải nắm bắt được. Còn nhiều điều ở trong cái 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp chúng ta xem. Thì ở đây tôi muốn nói như vậy để cho các vị thấy rằng là Đức Phật là một con người bình thường như bao nhiêu con người khác. Trong cái bình thường này có cái phi thường. Cái phi thường này chúng ta phải tìm xem đó là cái gì để khẳng định Đức Phật thật sự mới là một con người bình thường. Còn nếu mà chúng ta diễn đạt như nãy giờ tôi nói đó là phi thường mà hy hữu, bất thường chứ không phải là phi thường nữa. Giống như một đứa bé đã là một bình thường, tại sao sanh ra lại mà vừa sanh ra biết đi, biết nói? Trên cuộc đời này có đứa bé nào như vậy hay không? Nếu không thì tại sao Đạo Phật lại đưa cái ý này vô, có ý gì? Chúng ta phải moi ra, có phải không ạ? Đó là cái điều của tất cả người đệ tử Phật chúng ta cần phải làm. Rồi hiện trạng sanh bên hông có hy hữu hay không? Hợp lý hay không? Nếu nói về mặt y khoa, các cụ, các bác, các cô nữ là biết hết rồi phải không? Cứ như thế mà suốt biết. Những người có gia đình là đều rõ. Cho nên ở đây chúng ta phải đưa Đức Phật về con người bình thường. Nhưng mà cái hành động này, cái hình tướng này và cái huyền thoại này muốn nói gì, đó là cái mà chúng ta phải gợi, tôi gợi ý cho các vị phải xem lại. Thì tôi có giảng tất cả những cái này trên mạng và có băng từ. Có gì thì có gì cô Nhuận Mai ở đây thì sẽ liên lạc với các vị. Nếu ai cần thì cô sẽ phát tâm, cô sang để cho các vị đọc thêm, hiểu thêm. Ở đây tôi chỉ gợi ý cho các vị thấy rằng là những gì chúng tôi có nghiên cứu, đã nhìn ra được, thì chúng tôi chia sẻ với các vị Phật tử để chúng ta cùng nhau nối tiếp tư tưởng này, tư tưởng cái đi đào sâu vào cái thế giới lời dạy của Đức Phật. Vô số những cái tính chất triết học và quyền bí ở trong đó. Mà chúng ta muốn tìm hiểu là dùng cái tâm tu chúng ta mới hiểu được nghĩa lý Phật. Chứ không có dùng cái đầu óc bình thường hiểu được, giống như là chỉ ở ngoài da của Đức Phật thôi. Điều này muốn nói rằng tu phải đi đôi với học, học phải đi đôi với tu. Cho nên hôm nay là chúng ta nhìn về Đức Phật của ngày Khánh Đản, chúng ta đi để mà chào đón kỷ niệm ngày mà Đức Phật ra đời. Thì tất cả những người đệ tử Phật cần phải làm gì cho thế hệ mai sau và cho hôm nay? Chứ không phải là chúng ta đến để cầu nguyện vãng sinh ở trong đó, bình thường quá. Chúng ta phải có một trách nhiệm gì để bảo vệ Đạo Phật, bảo vệ chánh pháp. Và chúng ta có trách nhiệm như thế nào để vận dụng giáo lý Phật, chuyển tải thông điệp của Đức Phật cho tất cả những con người ở đời, họ hiểu được, họ hướng theo điều thiện để làm lợi ích cho xã hội, đất nước và cho tất cả con người của chúng ta. Đó là cái điều trách nhiệm của những sứ giả Như Lai như chúng ta như đây. Nên là tôi nói về tổng quan về cái vấn đề Đức Phật là thế nào và tư tưởng của Đức Phật là như vậy. Bây giờ bậc đạo sư hoàn hảo. Tại sao tôi nói hoàn hảo? Bởi vì Ngài quá thành công trên mọi lĩnh vực. Mà trên cuộc đời này cũng có rất nhiều bậc đạo sư đã và cũng đang xuất hiện. Nhưng mà đây mình không nói ai hơn ai thua cả. Nhưng mà mình chỉ tìm hiểu bất đức đạo sư của chúng ta hoàn hảo như thế nào. Cho nên không biết có kịp thời gian để nói, thì tôi nói được cái mảng nào thì tôi nói cho các vị hiểu. Thứ nhất thì tôi muốn nói cho các vị là bậc thầy dẫn đường. Khi mà Ngài hướng dẫn cho tất cả nhân loại, phương cách Ngài hướng dẫn như thế nào, rồi chúng ta học như vậy, chúng ta phải hướng dẫn cho những đời sau của chúng ta, những con em của chúng ta hướng dẫn như thế nào để cho các cháu phải thành tựu được cái cuộc sống tốt đẹp ở đời, nó mới gọi là đệ tử Phật học đạo. Các vị thấy là ngay cả tứ đế bậc thầy hoàn hảo là bởi vì Ngài muốn chỉ cho con người thấy được cái khổ, muốn giúp cho con người thoát khổ. Điều đầu tiên của Ngài là đưa cái quả trước chứ không đưa cái nhân. Khổ đế là cái quả của cái khổ mà mình đã gieo trồng từ bấy lâu nay. Cái khổ đó là gì? Sanh già bệnh chết, tam khổ và bát khổ đó. Khổ khổ, hành khổ và ngoại khổ. Tôi nói với lý thuyết thì các vị hiểu rồi phải không? Tôi chỉ nhắc lại thôi. Các vị đã từng học giáo lý rồi.
Bát khổ là sanh già bệnh chết, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ và ngũ ấm xí thạnh thạnh khổ. Những cái mà Đức Phật nói ra con người nhìn thấy, à đúng đó, à thực tế đó, à gần với mình. Như vậy gọi là bậc đạo sư, là bậc thầy dẫn dắt đúng tâm lý và thành quả tốt đẹp. Ngài không có đưa nguyên nhân, đưa cái quả trước cho người ta thấy. Thấy rồi Ngài bắt đầu mới à, các con thấy như vậy, các đệ tử của Ngài thấy khổ rồi, nhưng mà các con có biết nguyên nhân không? Bắt đầu Ngài mới quay cho chúng ta thấy được, à đó, cho chúng ta thấy, à đây là nguyên nhân dẫn đến như thế như thế. Cho nên cái phương pháp dạy của Đức Phật rất là khoa học, đầy triết lý, nói là chứng minh, nói là chứng minh ngay. Cho nên cái nguyên nhân của khổ là gì? Là do tập đế, phải không? Tập đế là gì? Là những cái phiền não quân tập từ bấy lâu nay, là ba cái phiền não chính nó gây ra: tham sân si, hay nói rõ hơn tham ái và vô minh. Nguyên nhân mà nó tác ra cho cái khổ. Rồi khi mà Đức Phật trình bày cái khổ rồi, trình bày cái nguyên do mà dẫn đến khổ mà chúng ta thấy rồi, thì Ngài tiếp tục một cái hướng mới nữa, bắt đầu mới ra chiêu của Đức Phật đây. À, muốn cho con người á, theo Ngài, Ngài mới đưa cái quả ra. À, cái trạng thái diệt đế là một cái trạng thái thanh tịnh hoàn toàn, hạnh phúc như thế, không sẽ bị đau khổ vân vân. Cho nên Ngài đưa cái trạng thái đó, cái quả ra trước. Nếu muốn hết khổ thì nó sẽ là như vậy, nếu chúng ta muốn tu. Cho nên đưa cái quả cho chúng ta thấy rõ, để chúng ta mới nâng thêm cái sự mà thích thú và cái sự phát tâm. Khi mà tất cả chúng ta có thích thú và phát tâm để muốn mà có được cái diệt đế này, có muốn đạt được cái sự thanh tịnh hoàn toàn không bị khổ nữa, thì Ngài mới nói đây, theo Ngài đi con đã đường đạo đế đó. Đạo đế là cái con đường chắc thật để đưa chúng ta từ cái bờ mê đến bờ giác, từ cái khổ cho tới hết khổ. Cho nên ngay cả giáo lý của Đức Phật, cái tính chất là tứ đế thôi, các vị sẽ thấy đầy triết học ở trong đó, đầy một cái sự sắp đặt có sư phạm đàng hoàng. Chứ ai nói cho nên bậc thầy hoàn hảo là vậy đó. Thầy dẫn đường là phải thầy như thế, chứ không phải là thầy muốn nói gì nói đâu, có phải không ạ? Thì chúng ta cũng là thầy đấy nè. Thầy của ai? Thầy của con cái mình chứ ai, đúng không? Dạy một chữ gọi là thầy rồi. Thế bây giờ bậc thầy như thế nào? Thì chúng ta xem lại xem bậc cha mẹ nói con cái kiểu này có giống Phật chưa? Chưa. Cái bắt con cái theo mình không? Đó là cái điều mà chúng ta phải học từ Đức Phật. Cái phương cách là bậc thầy dẫn đường có hệ thống thứ lớp, logic và tình trình tự theo tâm lý của mỗi con người. Như thế thì chúng ta sẽ thành công. Vì vậy cho nên cái bài pháp tứ đế này là một trong những cái bài pháp cơ bản đặc thù cả Nam truyền và Bắc truyền giống nhau luôn. Cái đó là cái dung hòa giữa Nam truyền và Bắc truyền, gọi là đế mà chân thật không có đổi dời, bởi vì nói tới đâu là đúng tới đó. Còn tôi rất tiếc là không có thời gian để tôi diễn đạt cái khổ của con người đó, như Đức Phật đã nói. Cái dơ bẩn của con người đâu ai dám nói, mà Ngài nói đó, nói bằng sự thật. Ai cũng che giấu mà Ngài nói thẳng, nói thật, để cho chúng ta thấy rõ, thấy rõ cái thân chúng ta là vô thường, bất tịnh, giả tạm, để mà chúng ta làm sao? Chúng ta đừng đắm chấp nhiều, cũng đừng từ bỏ nó, mà dùng đó là phương tiện sống để tu, để học, để đi chùa, đi chiền. Chứ cho nên rằng khi mà Đức Phật thuyết cái bài pháp mà về thân bất tịnh, 500 tỳ kheo thấy chán quá rồi tự tử tại chỗ. Từ ngày thấy cái thân dơ quá, bẩn quá, mệt quá, buồn quá, cho nên Đức Phật la rầy. Đó là những người vô minh, nghe cái là không hiểu gì cả. Cho nên ở đây là tôi mới nói các vị là đạo Phật không chê bai vẻ đẹp của con người, mà đạo Phật tôn vinh vẻ đẹp của con người ở phương diện khác, và đồng thời chỉ cái vẻ đẹp mà con người đã thường đắm chấp là vẻ đẹp giả tạm, cần phải lưu tâm. Là khi thấy được vẻ đẹp giả tạm đó, thì cái gì gọi là chân thật, chúng ta mới quay về cái vẻ đẹp bên trong nhân cách của một con người. Đó mới gọi là cái Đức Phật đang chỉ cho chúng ta. Cho nên đạo Phật rất là tích cực, chứ không có chê bai con người là dơ bẩn này kia đâu. Đó là cái điều mà chúng ta phải học từng cái thì tư tưởng của Đức Phật tuyệt vời là vậy. Ngài mới gọi là bậc đạo sư hoàn hảo. Cho nên chúng ta là bậc thầy tương lai và hiện giờ của các con cái mình. Mình muốn cho các con cái mình ngưỡng mộ mình, thần tượng mình, thì mình phải giáo dục theo tâm lý.
không còn cái kiểu phong kiến nữa, đúng không ạ? Đó là cái điều mà chúng ta phải tư niệm để học về Đức Phật. Đó là ý thứ nhất mà tôi muốn nói về bậc đạo sư dạy là phải dạy kiểu đó. Cái việc thứ hai thì chúng ta ngày học được cái gì của Đức Phật của chúng ta? Đạo Phật của chúng ta được sáng lập bởi Đức Phật của chúng ta. Học được cái gì? Là bậc thầy dẫn đường, là thầy của người khác. Chúng ta phải có cái sự biết tôn trọng người đối tượng. Cái sự tôn trọng là quan trọng nhất mà Đức Phật đã từng làm trên cái con đường ứng xử hoằng pháp độ sanh. Cho nên rằng trong tăng đoàn của Đức Phật, bình đẳng, không phân biệt giai cấp, không phân biệt đối tượng màu da, không phân biệt giàu nghèo, ác thiện, mà chỉ có thuần một chất là thanh tịnh và thành tâm. Tăng đoàn của Đức Phật đó, Dương Tôn công tử có, đại gia có, mà tướng cướp cũng có, rồi những cái người mà gọi là nữ mà dùng từ gì ở trong Hán tự mà giống như bây giờ chúng ta thấy những cái người nữ mà ở ngoài đường ngoài xá đó, kỹ nữ quên đi cũng là có, tất cả đều nằm trong tăng đoàn cả. Nhưng khi đến tăng đoàn như thế, dưới sự hướng dẫn và lời dạy của Đức Phật, tất cả đều thuần về một cái tính chất là sự thanh tịnh và đoàn kết của một tăng già. Điều này á, các tôn giáo khác chưa hẳn giống như đạo Phật ở điểm này. Đệ tử toàn là tất cả mọi giới, không phân biệt giàu nghèo. Có nghĩa là tăng đoàn sống một cái tinh thần bình đẳng và nghiêm túc. Cái tôn trọng mà. Ngài Ubali là gì? Xuất thân từ một cái gia đình nghèo, đúng không? Rồi Đức Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất là đạo Bà La Môn giáo. Vô Não là tướng cướp mà. Phải không ạ? Rồi Bủ Liên Hương là kỵ nữ mà. Cho nên tất cả những cái đó cuối cùng về Đức Phật lại trở thành một mối và đều thanh tịnh. Cho nên ở đây là chúng ta học được Đức Phật là khi chúng ta là một bậc thầy của ai, thì cái đối tượng mà chúng ta muốn dạy, mình phải xem một cái sự bình đẳng và tôn trọng đối tượng. Như thế thì người ta mới tôn trọng chúng ta. Cho nên Đức Phật không phân biệt. Còn chúng ta đây còn phân biệt, phải không? Nếu chúng ta là một giáo viên mà trong lớp ai học giỏi chúng ta thích, mà ngoan là chúng ta còn thương nữa. Mà những học sinh mà nổi cộm á, nổi danh, nổi tiếng, quậy phá thì hầu hết các giáo viên lại ghét, không thích. Cho nên ở đây cũng vậy, ngay cả con cái chúng ta dạy cũng vậy. Đứa nào ngoan thì chúng ta thương, mà đứa nào không ngoan thì chúng ta cũng thương mà ít hơn, chứ phải không thương, đúng không? Như thế thì chúng ta cũng có sự phân biệt. Mà khi như vậy thì chúng ta nhìn lại bậc đạo sư hoàn hảo mà Đức Phật đã dạy chúng ta, chúng ta làm được chưa? Chưa. Như thế rồi học nhiều để làm gì, không ứng dụng. Thấy không ạ? Đó là cái phương diện đó để chúng ta thấy rằng là cái sự bình đẳng đối với một đối tượng khi chúng ta muốn dạy, mà Đức Phật đã dạy, đã làm thực tế ví dụ cho chúng ta. Đó là điểm thứ hai tôi muốn nói về Đức Phật bậc thầy, bậc đạo sư hoàn hảo. Cái thứ hai, cái thứ ba, một bậc đạo sư hoàn hảo cả cái vấn đề trí tuệ là cái điểm nào? Các vị thấy là khi Đức Phật muốn nói cho chúng ta nghe một cái điều gì mà để chúng ta thuyết phục được chúng ta đó, Ngài phải trải nghiệm, đúng không ạ? Trải nghiệm thứ nhất là gì? Ngài muốn dạy về cái hiếu của một con người thì Ngài phải thị hiện qua cái phong cách gì? Thời lúc mà vua Tịnh Phạn mong cho thái tử lập gia đình, cản đi cái sự tu học, đúng không ạ? Đúng không? Gả công chúa Gia Du Tà La cho thái tử đó. Bởi vì trong cuộc đời của Đức Phật á, có cái đoạn là Ngài A Tư Đà, và khi thái tử sanh ra là biết ngay là có hai cái hiện tướng rất là quan trọng. Một, nếu ở đời là thành bậc y vương, nếu tu trong đạo chuyển luân thánh vương, có nghĩa là thành Phật. Cho nên khi càng lớn lên, thái tử chúng ta có cái hướng về đạo nhiều, cho nên vua cha lo lắng, dùng đủ kế
cho thái tử sống một cái cung vàng điện ngọc, bao nhiêu cái nhóm mà tùy tùng để lo lắng thái tử sống trong cái cuộc sống xa hoa êm đềm chướng rũ màn che, nhưng mà cũng không có che nổi cản nổi cái nỗi mà tu hành của thái tử. Cho nên vua cha rất là rầu. Rồi bắt đầu á, mới họp hết quan cận thần lại, mới hỏi làm thế nào để cản trở thái tử, không cho thái tử đi tu mà phải để cho thái tử ở ngoài đời để trị vì thiên hạ sau này. Cho nên các quan cận thần mới tư duy về cái kinh nghiệm của ở đời, không có cái gì ràng buộc con người bằng cái ái cả. Vì vậy cho nên khi đưa cái đó ra, bắt đầu đưa Gia Du Đà La để mà gài cho thái tử lấy Gia Du Đà La, thì mục đích là cản trở đường tu hành. Các vị thấy không? Cái ý đó. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta đó, muốn độ cho Tịnh Phạn Vương, muốn thuyết phục Tịnh Phạn Vương, muốn làm bậc thầy để dẫn đường cho chúng ta sau này, ngài phải làm sao? Thứ nhất, ứng xử rõ ràng, học được cái bài học của Đức Phật. Bây giờ cha nói thì con nghe, cha yêu cầu thì con sẽ thực hiện theo. Để chi? Để sau này con có yêu cầu cha, mong cha cũng thực hiện theo. Cái này là cái mà cha con cũng phải hiểu được cái này kinh nghiệm. Để sau này các giới trẻ phải học bài học này để làm gì? Mình muốn xin cha mẹ cái gì á, thì trước hết cha mẹ yêu cầu gì cứ làm trước đi hẳn, đúng không? Làm xong rồi bắt đầu bây giờ con đã làm hài lòng cha mẹ rồi, bây giờ con có một cái thỉnh cầu, mong cha mẹ cũng đáp ứng, giống như là con đồng ý với ba mẹ. Nó đưa ông bà vào một trong cái thế coi như đặng chẳng đừng đừng đó, như thế nó hay hơn, đúng không các vị? Cho nên đây là cái Đức Phật đã làm, chúng ta phải học được. Cho nên á, Đức Phật vâng theo cái yêu cầu của cha để biểu hiện cái hiếu thời bấy giờ. Phụ sử tử vong, tử bất vong bất bất hiếu. Cho nên cha yêu cầu mong muốn con lập gia đình, con cũng muốn theo như vậy, con theo cha làm cho cha hài lòng. Tại vì mong á, phụ dương thì muốn là phải có người con nối dòng. Thế vì đời ngài muốn đi tu thì ngài phải tạo ra một đứa chứ, đúng không ạ? Để mà nối dõi tông đường. Mục đích như thế thôi. Cho nên thái tử vẫn biểu hiện cái vấn đề nếp sống lập gia đình. Để làm gì? Một công hai chuyện. Một mũi tên bắn hai con chim. Thứ nhất là thuận theo cái hiếu nghĩa đó, thì Đức Phật mới dạy cho con người. Chúng ta thấy rằng đạo hiếu của đạo Phật là trên hết. Từ ngài đã từng hiếu thảo, có phải không ạ? Chứ nếu giả sử mà lúc đó thái tử mà cãi vua cha, thì tới giờ này đạo Phật chúng ta không đủ tư cách để nói về chữ hiếu và khuyên tất cả đệ tử Phật phải thực hiện chữ hiếu. Các vị cảm nhận được chưa? Được không ạ? Cái ý thứ hai mà thái tử bắn vào là để cho tất cả con người này thấy rằng khi nói tới tình yêu là khổ, cuộc sống gia đình là khổ đau, không hoàn hảo, giả tạm. Thì ngài phải thị hiện vào trong một cuộc sống vợ chồng có con như người ta chứ, đúng không ạ? Ngài có vợ có con rồi, sống cuộc sống ở đời rồi, ngài mới nhìn ra được cái giả đó, ngài mới nói cho chúng ta nghe, chúng ta mới tin được. Chứ tôi nói các vị đâu tin, bởi vì tôi chưa. Nhưng mà cái đó là cái sự thật ở trong kinh điển ta nói rồi. Mà đây cũng là một cái quy tắc tất yếu, nói các vị vẫn tin, bởi vì các vị đã trải nghiệm rồi. Cho nên cái hay của Đức Phật gọi là bậc đạo sư hoàn hảo là vậy đó. Khi muốn dạy chúng ta, muốn cho chúng ta phục, ngài phải có cái cách để mà làm cho chúng ta, chinh phục chúng ta bằng một cách là tâm phục và khẩu phục. Ai nói rằng là thái tử nói như thế là sai đâu. Bây giờ chúng ta nghiệm lại hết cuộc sống gia đình chúng ta coi bao nhiêu phần trăm hạnh phúc, bao nhiêu phần trăm đau khổ. Cho nên tôi nói ví von á, tôi thường giảng các đạo tràng, tôi nói tình yêu thì nó đẹp như bông hồng vậy hả bạn? Mà màu hồng là hồng phấn đó, đẹp thiệt là đẹp, cho nên đi đám cưới toàn là hồng phấn không mà. Nó đẹp như vậy đó. Mà lúc đó mà biểu đi tu dễ gì ai đi tu đâu. Hạnh phúc quá trời quá đất mà, đúng không? Nhưng mà cái hạnh phúc nó giả. Cho nên khi mà lấy nhau rồi á, một ba năm, ba năm rồi đó, mà màu hồng nó chuyển dần dần sang màu tím, đúng không? Nhập đầu mập mài để mà lo lắng, để nuôi vợ nuôi con chứ đâu còn thời gian để mà trò chuyện bay nhảy nữa đâu, đúng không ạ? Rồi con mà lớn lên nữa rồi càng chết nữa, coi như từ màu tím nó chuyển sang màu đen thui. Nó sự thật là như vậy. Cho nên cuộc sống vợ chồng thái tử đã từng trải qua,
cảm nhận được, nói cho chúng ta. Bây giờ chúng ta đã trải qua rồi, chúng ta thấy à, Đức Phật thật là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã biết rồi, các vị có ngộ đâu. Thấy giác mà chẳng ai ngộ cả. Giác là để xuống, giác là để xuống không, đúng không? Cho nên cái nợ phải trả. Thái tử cũng có cái nợ trả, mà ngài trả được, tại sao chúng ta trả không được? Đó là một vấn đề. Tôi nói đây về mặt lý tưởng nha, chứ không có suối các vị bỏ chồng, bỏ vợ đi tu là không có, là không dám đâu. Coi chừng vợ chồng các vị vô mà đòi ông thầy Thạnh là cứ cạo lông mày là chắc chết quá. Đúng không? Nên chúng ta hiểu được như thế thì chúng ta thấy rằng bậc đạo sư hoàn hảo là như thế. Ngài chẳng những là có tâm lý giáo dục, mà ngài còn có tâm lý dạy chúng ta về mặt thế tục như thế. Về mặt ở đời, cuộc sống vợ chồng gần gũi nhất mà tất cả chúng ta đều phải đối diện, nhìn dễ nhìn nhất. Vậy bây giờ chúng ta thấy rằng là thái tử cũng là một con người bình thường. Cho nên khi ngài lập gia đình như vậy đó, chúng ta thấy là cuộc sống rất là hạnh phúc nha, chứ không phải là ấy đâu à. Có một số sách tôi thấy đọc là thái tử tuy có vợ đẹp con thơ, nhưng mà ngài lúc nào cũng trầm ngâm suy tư, không nghĩ gì cả, chỉ cứ lo là suy nghĩ trầm ngâm không. Nói gì không đúng, nói gì không đúng đâu. Mà chúng ta coi á, thiền sư Nhất Hạnh diễn đạt cuộc sống vợ chồng của thái tử Siddhartha và Gia Du Đà La thật sự tuyệt vời và hạnh phúc. Trong 6 năm như thế, tình cảm lắm, các vị không tin, các vị lật vô cái quyển sách Đường Xưa Mây Trắng của thiền sư Nhất Hạnh đọc, các vị thấy ngài rất bình thường, dùng ngôn ngữ bình thường để cảm nhận hạnh phúc vợ chồng là thế nào. Còn nếu giả sử mà chúng ta không khéo nói là thái tử lúc mà lập gia đình có con rồi thờ ơ như thế, có nghĩa là thái tử không tròn bổn phận người chồng, như thế sao gọi là hoàn hảo được? Đây là cái điều chúng ta cũng phải nghiên cứu và xem lại, đúng không ạ? Đó là cái điều thứ ba mà tôi nói là Đức Phật là bậc đạo sư hoàn hảo về phương diện tâm lý ở đời, đặc biệt là cuộc sống hôn nhân và gia đình. Ngài đã trải nghiệm, ngài mới nói cho chúng ta nghe. Bây giờ quan trọng nhất là các giới trẻ nè, có nghe hay không, thực hành hay không, quyết định hay không. Một là ở đời, hai là đi tu đó. Ở đời thì phải ở đời như thế nào, đi tu là phải đi tu như thế nào. Đó mới gọi là cái tuổi trẻ thanh niên của chúng ta. Chúng ta cũng vào trong tình cảm, nhưng mà không giống như người đời không ăn học, không tu tập, thì cái đó là cái giá trị của chúng ta. Không có duyên đi tu, chúng ta ở đời, chúng ta lập gia đình, thì chúng ta sống làm sao theo giáo lý của Phật để giữ được hạnh phúc thật sự. Đó là cái điều tôn kính, và cái đó là điều quan trọng chứ. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật, đừng bao giờ theo người đời sao mình vậy là coi như mình thất bại. Chúng ta chỉ hòa nhập mà không hòa tan. Cũng có chồng, có vợ, sanh con vậy đó, nhưng mà cái lối sống của mình, tư tưởng của mình sống trên cái nền tảng triết lý của Đạo Phật. Cái nền tảng đó là cái mà chúng ta sống cuộc sống thiểu dục chi, chi túc. Sống một cái sự đoàn kết, chia sẻ, ngọt bùi. Những cái gì mà khó khăn là phải kể, bóc ra hết. Đồng vợ, đồng chồng tác biển đông cũng cạn. Đồng vợ, đồng chồng thì chỗ nào cũng có thể vượt qua sóng gió ba đào cả. Nhưng mà bởi vì chúng ta chồng đi đường, vợ đi ngã, cho nên nó mới sức mẻ. Bởi vì nghi không chịu nói, bỏ ông bụng đó, cho nên bị bệnh tim tức mà chết, uổng không? Cho nên cái đó là cái chúng ta học được từ Đức Phật, là ngài rất tuyệt vời khi dạy chúng ta về một vấn đề gì đó, là ngài phải nghiên cứu, ngài phải trải nghiệm. Những cái thứ cần trải nghiệm, ngài trải nghiệm. Có những cái ngài không trải nghiệm, nhưng mà đó là bản chất của con người thì không cần phải trải nghiệm. Ví dụ như nó là khổ, phải không ạ? Cái khổ như thế nào phân tích ra hết. Đó là ý thứ ba mà tôi muốn nói về Đức Phật là bậc đạo sư hoàn hảo về phương diện đó. Cái điều kế tiếp nữa, ngài không phân biệt, như tôi nói, không phân biệt thân sơ. Cho nên cả tăng đoàn như vậy đó, cỡ nào cũng vậy, dữ có, hiền có, giàu có, nghèo có, trí thức có và không trí thức có. Nhưng mà khi ngài chấp nhận, đã nhận là đệ tử, tất cả đều như nhau cả. Thậm chí là La Hầu La, con của thái tử khi xưa, nhưng mà vô tăng đoàn là phải theo nếp đàng hoàng. Còn chúng ta ở đây, chúng ta được chưa? Chưa. Ngay cả các thầy có đệ tử cũng vậy đó. Đệ tử nào ngoan hiền là cưng à, phải không? Đệ tử nào mà khó tánh rồi dạy không được, đôi khi còn đuổi ra khỏi chùa nữa, chứ không phải là như Đức Phật đâu.
Bây giờ soi ra như chúng ta có con có cái, đã sanh ra là con của mình, hư nên cũng là con của mình. Bây giờ nó hư quá mình phải làm sao? Đó là cái cách mà người đệ tử Phật cần phải bình tâm, tìm giải pháp đủ tâm lý và hợp với phương thuốc nó đang bị bệnh để mà chúng ta chữa nó. Cho nên khi mà giới trẻ lập gia đình, khi muốn sanh con phải suy nghĩ thật kỹ hẳn sanh con. Học trò tôi thì tôi dạy về mặt tâm linh đó, giữ sức khỏe là đương nhiên, nhưng mà bị lễ bái Phật nhiều vào, khi mà có mang cũng càng lễ nhiều hơn nữa, để giữ tâm thanh tịnh, hòa nhã, nhìn Phật hoài, cho tâm mình nó nhẹ nhàng, thư thới thì sanh đứa con ra nó mới dễ thương, dễ mến được. Đúng không ạ? Tôi nói thật đấy. Rồi khi mà chúng ta mà có mang mà chúng ta lễ bái thường đó, đứa bé sanh ra nó có nhiều cái đặc thù khác với những đứa khác. Các ông tin các vị thử thì những giới trẻ thử đi, giới già hết cơ hội rồi, giới trẻ thử thì biết liền. Nó sự thật. Mà những người mà tôi nói, học trò tôi nó đã và đang là như vậy, tôi thấy rất rõ. Vì vậy cho nên cái chân thành của chúng ta là tích, tức ứng. Tâm mà tâm chân thành cầu nguyện, mong mỏi nó sẽ tức ứng, nếu như chúng ta phải thật sự dùng cái tâm thanh tịnh để chúng ta cầu nguyện. Bây giờ kế tiếp nữa, chúng ta học đùa của Đức Phật ở cái điểm nào nữa? Cho nên ngay cả La Hầu La Ngài còn dạy mình phải học được cái này của Đức Phật để mình làm bậc thầy của con mình giá. Cha mẹ bậc thầy có nghĩa mình dạy con cái, có nghĩa mình là thầy rồi. Mà La Hầu La là đứa bé khấu khỉnh mà tôi đã nói đó. Chư Tăng mà ngồi thiền là ông dùng cái cọng cỏ, ông đi tìm cọng cỏ, ông quấy lỗ mũi người ta không, cho nhột, cho người ta bị động tâm, không ngồi thiền được. Khấu khỉnh như vậy. Tăng cũng than phiền, Đức Phật biết, nhưng mà Ngài chưa nói. Chứ không phải là Ngài binh. Rồi khi người ta tới tìm Đức Phật thì nói Đức Phật không có nhà. La Hầu La người là Sa Di đầu tiên của tăng đoàn đó. Bắt đầu đã đến lúc Đức Phật đã dạy, gọi La Hầu La vô bắt đầu dạy. Mà dạy tâm lý cho đến lúc mà La Hầu La nhận ra được, phát nguyện sẽ luôn tinh tấn tu hành. Cho nên khi mà đã ngộ được như vậy thì La Hầu La một thời gian sau tu trở thành mật hạnh đệ nhất, trở thành một trong 10 vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Tại sao Ngài được như thế? Là bởi vì do Đức Phật tuyệt vời khi giáo giới cho La Hầu La bằng tâm lý và hoàn cảnh nó đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời và đúng đối tượng. Đây cũng là một bài học của chúng ta. Để chúng ta thấy Đức Phật là bậc đạo sư hoàn hảo thì chúng ta cũng phải giống như Ngài, dạy con cái phải như thế, như thế. Đừng bao giờ mà bà con lối xóm ở ngoài mà vô mắng nhiếc mình, nói con bà thế này thế nọ là bà phải dài này, nóng quá kêu tí về đây, bà rồi là như thế mà chưa hỏi nhỏ gì hết trơn, đúng không ạ? Cho nên cái đó là cái bậc cha mẹ chúng ta, nhất là những người đã đệ tử Phật, chúng ta phải làm sao cho con cái có ấn tượng cho chúng ta. Đó là trách nhiệm của chúng ta, cũng là một cái vấn đề đó mà để làm cho con cái chúng ta đi chùa, không cần phải rủ nó đi. Hành xử của chúng ta như thế là nó ngưỡng mộ, mà ngưỡng mộ là nó đi theo mình thôi. Ngũ xạ tự nhiên hường, đạo Phật không dụ ai cả. Đạo Phật giống như là một cái cục 500 đi đến đâu, hễ là kim loại tự động hút hết. Cho nên bậc cha mẹ cố gắng tư niệm về Đức Phật để chúng ta học được Đức Phật những cái điều mà chúng ta răn dạy cho con cái. Để sau này con cái mình về già, con cái lúc nào cũng quay quần mình. Chứ còn mình khó quá, mình cố chấp quá, mình phong kiến quá, mình bảo thủ quá, coi chừng quay quay lại có ông già bà già ngồi ở nhà thôi, còn với tôi nói là ở riêng hết. Thì lỡ mà chồng mình hay vợ mình chết rồi, mình cô đơn, côi cút trong buổi hoàng hôn tắt nắng ở con mình ên, lúc đó là buồn chết luôn được. Đúng không ạ? Thật đấy. Cho nên nếu một bậc cha, bậc mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại bà càng hiền bao nhiêu con cha, cái cháu là nó gần mình nhiều. Mà càng khó bao nhiêu, nó càng xa mình bấy nhiêu. Khó để làm gì? Nở nụ cười nó gần mình chứ mắc mớ mình hầm chi cho nó chạy ra xa. Đúng không ạ? Là cái điều chúng ta phải cần học. Cho nên giáo lý Phật nhiều cái chúng ta cần phải học lắm. Đây mới có là cuộc đời Đức Phật thôi. Chúng ta mổ xẻ ra chúng ta thấy còn rất rất nhiều điều mà chúng ta cần phải nghiên cứu và học tập theo. Đó là ý thứ tư mà muốn nói về cái vấn đề dạy bảo bình đẳng của Đức Phật chúng ta đã từng đó. Rồi cái điều kế tiếp nữa là gì? Đức Phật dạy cho chúng ta một cái nghị lực
một cái quyết tâm thật dũng mãnh. Mà Ngài dạy được như thế là Ngài đã trải nghiệm rồi, Ngài mới dạy cho chúng ta. Cho nên khi mà Ngài tu khổ hạnh á, đã quyết tâm tu khổ hạnh thì năm anh em Kiều Trì Như tu cũng không bằng Ngài nữa. Cái khổ hạnh như thế nào thì chúng ta biết rồi. Chứ bây giờ ngồi 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề, mặc kệ cho mưa gió bão táp, mặc kệ cho rắn rết bò cạp chăng nữa, nhưng mà không lay động lý tưởng của Đức Phật chúng ta. Có nghĩa sự quyết tâm của Đức Phật, làm cái gì là làm tới nơi tới chốn, quyết là phải làm. Nhưng mà khi Ngài quyết như thế, trước khi Ngài làm, Ngài suy nghĩ kỹ sẽ mang được lợi ích cho Ngài, cho nên Ngài mới như thế. Các vị thấy không? Cho nên rằng khi mà đi cầu đạo, thái tử của chúng ta cầu hai vị đạo sư Alama và Uttaka, nhưng mà học tới tận cùng hết cái cao nhất, nhưng mà Đức Phật cũng cảm thấy chưa được thỏa mãn trong nội tâm, bởi vì trong nội tâm chưa được hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên Ngài mới tổng hợp tất cả những cái khổ hạnh đó, rồi tổng hợp tất cả những cái việc mà học tập của hai thầy này, Ngài mới tư niệm vì cái khổ hạnh mà xỉu như thế, rồi uống bát sữa của Sujata. Ngài trộn tất cả cái đó, Ngài tư niệm, Ngài thấy từ bấy lâu nay mình tu không đúng đường lối, cho nên kết quả là gì? Ốm, kiệt sức và xỉu, không được gì cả. Từ đó Ngài mới bắt đầu nhận rõ được cái con đường mình đi rồi, Ngài bắt đầu phát nguyện. Mà khi phát nguyện rồi là tới nơi tới chốn luôn, học tập được cái sự quyết tâm của Đức Phật như vậy. Cho nên Ngài mới phát nguyện 49 ngày, nếu không thành đạo thì không rời khỏi chỗ này. Lập tức là 49 ngày thật sự Ngài thành đạo. Bây giờ chúng ta học tập đi. Chúng ta khẳng định đi chùa có lợi hay không hẳn. Đi chùa mà phiền não xin đừng đi. Đi chùa mà tiến bộ tu hành, đi chùa mà tâm hoan hỷ được, nên đi chùa. Nhìn rõ được cái lợi ích trước, rồi bắt đầu mình thấy được rỡ như vậy. Đi chùa mà cho dù buồn phiền cỡ nào, thấy chướng tai gai mắt cỡ nào, mình cũng đừng bao giờ để cho vào trong tâm hồn, vẫn giữ được sự an lạc. Người đó là người có sự quyết tâm cao. Bởi vì việc đi chùa của chúng ta có lợi, còn chúng ta bất lợi là bởi vì chúng ta phiền não vô minh, chúng ta che, chúng ta chấp ngã, chúng ta đi chùa cho nên chúng ta mới phiền não thôi. Chùa là đất Phật mà ai không muốn vô, đúng không? Mà tại sao chúng ta con Phật có chỗ vô rồi mà chúng ta cũng không chịu vô? Cho nên các vị chúng ta hầu hết chúng ta đi chùa bằng cảm xúc á, thích đi không thích thôi, cần thì đến chùa không cần thôi, nhất là giới trẻ đó. Vui thì nó đâu nghĩ tới chùa, phải không? Mà nó bị bồ đá hay nó bị thất tình hay nó bị thất bại gì, nó vô nó rỉ tai với Phật không? Bình thường không vô. Cho nên người đời người ta nghĩ rất đơn giản, buồn mới vô chùa. Ai nói vậy? Các vị nhìn các vị đi chùa cái mặt tươi rói như hoa sen, buồn đâu, đúng không ạ? Nên bởi vì tôi buồn cái chỗ là tôi cái chuyện tình lang và điệp nó xuất hiện ở đời đó, cho nên nó nghĩ tiêu cực, nghĩ thầy chùa nào cũng thất tình mới vô chùa tu, nghĩ ai đi chùa là buồn mới vô, hoặc ta nghĩ là chùa là phải già mới vô chùa, cho nên mới có cái câu gì trẻ vui nhà mà già vui chùa, đó là thế gian. Phật đâu có nói người tu chúng tôi có bao giờ thất tình đi tu đâu. Tôi là 11, 12 tuổi vô chùa tu là lúc đó biết yêu gì đâu, đúng không? Năm nay 48 mà, có 48 tuổi mà có bao giờ tôi âu sầu âu não gì đâu. Thế thì đâu phải là đi tu vì thất tình như Lan và Điệp đâu, đúng không? Thì các vị cũng vậy, đi chùa có buồn đâu, bởi vì chúng ta thấy được ở chùa có một cái gì đó chúng ta phải đến để chúng ta lấy. Đó là gì? Ngọc kim cương ở trong chùa, chúng ta phải tìm để chúng ta tôn vinh cái hạnh của chúng ta. Kim cương đó phải mài, phải giũa trở thành kim cương. Cho nên chùa, tôi đã nói rồi, chùa là cái nơi luyện kim cương, đào luyện thành kim cương, chứ không phải chùa là cái nơi để vuốt ve tâm sự ỷ oi, giống như cái chỗ từ thiện, không có. Các vị phải nhớ một điều này. Cho nên chúng ta vào đây, chúng ta tu niệm là chúng ta phải tu sửa mài dũa cho tâm chúng ta từ xấu trở nên tốt, từ dơ bẩn trở nên thanh tịnh, từ vô minh trở nên trí tuệ. Cho nên gọi là cái chỗ huấn luyện mài dũa. Ngọc bất trác bất thành khí, và nhân bất học bất tri lý.
Tu mà cứ đòi êm mã làm sao được? Ma vô khảo bất thành đại đạo chứ. Cho nên chúng ta đi chùa càng nhiều, nếu không khéo là chúng ta càng phiền não nhiều, bởi vì chúng ta bị ma chướng nó quấy nhiễu chúng ta. Quyết tâm đi là biết chắc là nó phải có như thế. Giống như là ra biển khơi phải có sóng gió. Đừng sợ sóng gió mà không ra biển là chúng ta lỗ. Đi vào chùa có lợi ích, nhưng mà hễ có lợi ích thì không phải dễ mà để có được. Phải trải qua thăng trầm bảy nỗi chín lên trên những cái phiền não đủ thứ hết. Hôm nay vô thấy thầy thanh tịnh quá, mừng quá, vui quá. Biết thầy một thời gian cái thấy tự nhiên người ta nói thầy, cái tự nhiên thối tâm buồn chán không đi nữa. Thế thì mình đi vì thầy chứ đâu phải đi vì lợi ích cho mình, vì chùa, vì Phật đâu. Cho nên cái bệnh của chúng ta là bệnh hết mà tật chúng ta vẫn còn. Đi chùa toàn soi với mối không mà, chứ đâu có nhìn Phật đâu, đúng không ạ? Cho nên phiền não này nó chất chồng phiền não kia. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái giá trị đi chùa, hoan hỷ hết. Vì vậy cho nên tôi mong tất cả Phật tử chúng ta phải khẳng định rõ, chúng ta là đệ tử Phật, ăn nói, cử chỉ, hành động, tư niệm đều phải làm sao cho người ta kính quý. Mình trở thành cái điểm tựa của cuộc sống ở nhân loại. Chúng ta là hoa sen tỏa ngát hương đức hạnh để làm cho đời vơi bớt khổ, cho con người người ta hoan hỷ khi tiếp xúc với mình. Hãy là những cái cục 500 để đi đến đâu kim loại phải hút về chúng ta. Như vậy mới gọi là đệ tử Phật. Cho nên hôm nay thì tôi chỉ có vài điểm rút ra từ cuộc đời của Đức Phật nhân cái ngày khánh đản để chia sẻ tất cả Phật tử, để mong rằng tất cả chúng ta mỗi người dành một chút thời gian mỗi ngày nhìn về chính mình, mỗi ngày xem chúng ta đã làm được những gì và chưa làm được những gì, làm sao để tô bồi cho cái đức hạnh của một con người và bổ sung phát triển cái trí tuệ vốn có của chúng ta, phát sáng hẳn lại, tỏ sáng ra. Đó là trách nhiệm của tất cả những người đệ tử Phật. Cầu mong chư Phật luôn gia hộ cho tất cả Phật tử chúng ta và những thân bằng quyến thuộc cũng như tất cả chúng sanh đều luôn hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng